Điện lực cái gì rồi, điện lực nó nhậu dữ lắm. Tại không cho nó hay trước. Con vợ nó người Khmer. Nó làm cái gì á, làm cái gì trong bệnh viện Đa khoa Trung ương à. Vợ nó là Khmer, quê Sóc Trăng, còn nó là quê Bạc Liêu. Tao cho số của nó rồi tao dặn nó chừng nào qua là điện nó trước, nó có nhà không hãy đi mà tao nhắn số qua cho thằng Hải chứ bộ. Thank you.